Rồi bây giờ là qua hành tinh bên này thì hai tên lửa đã bay tới rồi, mình sẽ thả hai robot xuống này. À, trục cây nấm đấy, khả năng là mình sẽ phá trước và đào cây nấm lên, đúng rồi, hủy cái này này cho nó làm việc bên này trước bạn, cái này quan trọng hơn. Mình sẽ cố gắng xây thả robot xuống, phá robot xong tiếp tục rồi mình phá cái tàu này, và mình sẽ xây một cái chỗ bề phóng tên lửa để mà hạ cái tàu bên kia xuống. Mục tiêu video hôm nay thì cũng để là khai thác được cái mặt tungsten bên này. Mình nhớ bạn tiếng Việt nó nói dịch là gì, nhưng mà cũng quan trọng, cơ bản là mình biết cái đó là gì là được rồi. Thả luôn cái này xuống rồi lại phá, rồi mình sẽ chuyển qua lại cái tàu mà có chứa để đóng, mình sẽ cho thằng Grassman nó ra nó xây, tại vì thằng đó là kỹ năng xây với đào là đều được. Giờ mình sẽ xây gạch cách nhiệt với thêm đo khoảng cách để mà thả thả cái tên lửa. Tên lửa thường thường là ở đây là phải 37 38 ô gì đó, mình nhớ vậy thôi, nhưng mình kiểm tra lại chắc đây là 41 ô thì ở đó là chỗ này là bị hư cái ống này, oxy lỏng ra ngoài nhưng mà bị mắc kẹt lại á, nên nó bị vỡ ống chưa sửa được, tại vì chỗ đó là nằm ngoài tầm của đề. Ở đây là 38 mà đúng ra là khoảng cỡ 37 38 độ ô là vừa. Họ xây như vậy được, mình xây một cục lên trên để cho tránh tình trạng là khí nó ra. Sau này cái chỗ đó mà nó bị thành chân không rồi á thì tên lửa đáp xuống thì nó sẽ không bay khí nó xuống dưới nữa, khí CO2 á. Giờ sẽ cho thằng đề xuống, chưa đủ mình sẽ thả một thằng đề xuống phá cái tàu ra, và sau đó là mình sẽ lấy cái này hết oxy này, cái này cũng hết oxy luôn, mình sẽ lấy thảo đi ra xuống và cho thằng Grassman đeo vào, thằng nào kỹ năng cao nhất đó. Rồi nó ngủ dậy là nó bắt đầu vào và mình sẽ thả xuống cái tên lửa này. Mình xây sai một cái là cái lỗ thông khí của không khí xây phía dưới nó bị hay bị quá áp suất, tại vì nó trúng khí CO2 nằm dưới á. Quay trở lại thì mình sẽ thả thằng Grassman xuống và mình phá con tàu, và mình sẽ có đủ thép để mình xây bề bề phóng tên lửa, và mình sẽ cho thằng xây tên lửa xuống đó. Đúng rồi, phải ưu tiên phá đó trước, mình sẽ đủ thép. Thằng này trong lúc rảnh nó không biết làm gì, trong nó là nó đào trước, tại vì trong mục ưu tiên mình chọn nó là chuyên đào hơn. Rồi sẽ cho cái này lên cao hơn, ưu tiên cao hơn, hủy cái này. Cái này là này nó đang rảnh mà nó đi đào, khổ ghê thằng Grassman này. Ở đây là mặt khí clo nên mình cũng đào ra để làm chi. Ôi, hiểu cái này. Oxy bẩn vẫn còn 270 mấy gram á, nên tên lửa hạ xuống nó chắc chắn nó sẽ bị thải khí CO2 xuống dưới. Sau này mình sẽ xây một cái thêm một lớp gạch nữa để mà cho thằng cho cái nhiệt 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 tỏa ra từ tên lửa lúc nó đáp xuống á, nó sẽ không không tỏa xuống như thế này. Quay trở lại với cái chỗ này thì mình sẽ bỏ toàn bộ nguyên liệu thép nhựa mình phải dọn ra ngoài hết, chứ mình cũng để trên tàu được. Thứ nhất là nó sẽ ảnh hưởng tới nhiệt độ của tàu, và mình cũng muốn bỏ ra ngoài này để tụi robot nó có thể làm việc được, tại vì tụi robot nó không có thể chạy vào trong khoang tên lửa được, nên mình
cách tốt nhất thì mình xây, mình đem đồ ra ngoài, mình xây một cái máy máy để mà đổi chất lỏng, và mình sẽ chọn super coolant. Nhưng mà tới lúc nào nó đem ra ngoài thì mình sẽ bắt đầu tắt chức năng đó để nó khỏi đổ ra ngoài. Ở trong lúc đó thì tôi đề nó sẽ xây mấy cái tấm pin năng lượng mặt trời đó, nó đem ra ngoài rồi mình tắt đây, và cho nó thải xuống đó là mình sẽ khỏi. Rồi tên lửa này quay trở lại thì mình mục đích cũng là chỉ bay lên bay xuống để mà thả mấy cái robot chứ, cho nó làm việc cho nhanh. Có tù robot này nó phá với khai hoang cái chỗ này rất là nhanh. Cái hành tinh này có sự giúp đỡ của tù robot này á, thì mình đào ra nhanh lắm. Chỗ này bị hỏng xây vô riêng gạch này, và mình phải phá hết toàn bộ trong này ra cho sạch sẽ. Thứ nhất là để tránh tình trạng là giống như mình cũng hay nói đó, là để tránh tránh lắc máy thôi. Rồi mình sẽ cho bay lên và thả từ robot xuống. Đó. Cái này nóng quá là mình bị hư gạch luôn rồi. Sau này mình sẽ xây thêm một lớp nữa. Hoặc sau này chỗ nó đỏ mà thành chân không đó thì nó sẽ không có thải khí CO2 xuống dưới nữa. Thả hai robot này xuống tiếp rồi mình lại tiếp tục đầu đạp xuống. Đạp xuống luôn. Còn 10 ô gạch. Thôi đủ rồi, về. Tại vì robot ở trong này cũng nhiều lắm rồi, đó. Rồi mình sẽ xây ở đây là một đống pin. Pin là để xây trước, để dự trữ năng lượng, để sau này mình xây cái mặt. Mình bắt cái thang qua này, xây cái thang qua để cho tụi nó có thể xây được. Sau này mình sẽ xây cái mô hình để mà khai thác mặt tungsten này. Trên đây mình sẽ xây thêm một cái nữa, tại vì ở đây có khoảng trống mình phải tận dụng hết cái pin tấm năng lượng mặt trời này, tại vì mình đem theo rất là nhiều. Rồi mình sẽ xây cái thang lên chỗ này. Hiện tại tôi nói không có xây được ngoài tầm, tại vì ở đây mình sẽ xây cái thang lên để cho tôi đi nó có thể chạy lên trên mà xây này. Rồi mình sẽ phá rớt xuống không cái cây đó cũng đánh được giỏi thiệt. À, như vậy là gọn, mình xây cái thang ra để phá dây điện và dây cắp dây tự động luôn. Như vậy là gọn gàng sạch sẽ. Rồi đây mình sẽ xây trước là một đống gạch đá mắc má. Nếu hiện tại gạch này là tốt nhất trong cái game này đầu game ấy. Thì còn sau này mình có mấy nguyên liệu hiếm từ khai thác từ nhựa cây làm chất liệu cách nhiệt thì nó khác rồi. Còn đầu game thì đá magma này là cách nhiệt tốt nhất. Nó thứ nhất là nó đồ giật nhiệt kém sau, và nó cần rất nhiều năng lượng để mà nặng lên. Mình sẽ đổ mình sẽ xây vòi để mà đổ nước vào đấy làm cửa nước, và sau đó mình sẽ bị đổ bên kia lại. Ở đây mình sẽ xây một tua bin để mà làm mạc này. Tua bin này sẽ làm mạc hai cái máy, cái máy làm mạc chất lỏng này để làm mạc mấy cái tua bin phía trên. Và sau này là sao ta, phải đi. Sau này kiểu gì mình cũng phải làm một cái máy bơm. Mình trực tiếp mình sẽ xây một cái máy biến áp rồi mình sẽ đổi dây điện vào, và mình sẽ xây tiếp tục là cho dây thép vào cho chắc ăn. Vàng cũng được rồi. Thì chỉ đồ dân nóng chạy thấp lắm, 370 độ là nó đoạn chạy này. Ở dưới đây ở đấy mình sẽ xây một cái máy để mà lọc nước bẩn. Và từ mình sẽ dùng máy bơm nước bẩn vào và qua máy lọc này, và mình sẽ làm chỗ để mà
đổ nước thẳng vào cái chỗ cửa nước luôn, mà mình khỏi phải cắt công là dùng bơm tay. Bắt tôi để chạy lưới giờ tới mệt lắm. Đó. Thì mình sẽ xây ống vào. Xây được ống vào. Đây là đường vào. Thì mình sẽ xây thẳng xuống dưới. Và tiếp đó là mình sẽ xây một cái máy bơm để mà bơm nước vào. Bơm nước vào qua cái máy lọc. Tiếp theo là xây dây điện kéo lên đây, đổi vào cái máy biến áp luôn. Rồi mình để vậy tạm thôi ạ, chưa đổi vào. Rồi cái đầu ra mình sẽ đổ thẳng vào nó chỗ cái mặt cái cửa nước này. Rồi mình sẽ xây cái ống xả. Rồi chơi xong là được thôi. Rồi mình sẽ bịt. Ở đây là mình đang bơm nước vào rồi. À, giờ mình cần xây hai cái máy bơm để mà bơm chứ không. Ở đây là cái bơm này là dùng bơm mút này, mút là nó cũng vậy thôi, nhưng mà nó cái khoảng cách bơm của nó là được xa hơn, bởi vậy là nó bơm hữu tác dụng nhiều hơn. À, trong này là 700 gram. Nếu bạn nào muốn tải cái mút bơm máy bơm chân không này thì mình vào trong chỗ mình sẽ phá một cái ống, đường ống đấy để mình được ra cho mát cái máy này, tại vì ở đây hơi nóng. Rồi mình sẽ bịt lỗ bên kia lại và nhiệt độ giảm lên này, và hai cái máy bơm này sẽ bơm hết công suất. Cái mũi bơm này á, là nó bơm khoảng thường thường là máy bơm thường. Rồi mình sẽ phá cái đường ống này và chân không cũng sắp có đây, sắp ra thành chân không rồi. Mình sẽ dọn dẹp chỗ này. Đó. À, dọn dẹp hết xong rồi bắt đầu mình sẽ phá đi rồi xây lại. Hơi ngượng ngượng xí nhưng mà xong. Bận dọn dẹp sau này là nước dưới này nó đồng một đống nước nước sạch ở đây sao lại vậy ta? Mình phải xây gạt lên để cho nó tràn ra ngoài và nó sẽ không tràn ra ngoài, để cho nó đều, nó che cái nước bẩn lại là khỏi có khí oxy bẩn. Sau đó là xây được cái này trước. Cái xây đang là thấp đó, nước sạch bắt đầu nó lan qua này, là nó sẽ che nước bẩn lại, tại vì nước sạch nó sẽ nổi nhẹ hơn nó lên trên. Rồi mình sẽ xây thêm cái nữa là cái kia nó rơi xuống dưới hết oxy bẩn. Trong này chân không là mình sẽ phá ống này và phá luôn đường dây điện, phá luôn cái máy bơm, cái bút gọi là bút bơm chân không. Đó, bạn nào muốn làm chân không nhanh thì cứ dùng cái bút đó. Rồi xong rồi, giờ mình ở đây mình sẽ xây một cái máy gấp vật liệu, cái máy để bỏ vật liệu vào và sẽ xây luôn cái đường ray. Đường ray này tác dụng là lúc nào có tungsten á là mình sẽ bắt đầu chạy vòng để mà trao đổi nhiệt với cái hơi nước trong này. Ở chỗ này mình phải xây bằng thép, tại vì nhiệt độ nó ra rất là lớn. Mình xây bằng sắt là có thể là bị chảy. Đó, thì mình sẽ xây lại bằng sắt. Nhiệt độ nóng chảy của sắt cũng cao lắm. Xây vào luôn. Như vậy. Tiếp theo là mình sẽ xây cặp biển. Xây chỗ nào ta? Tháo ra đi. Đúng á. Xây một cái cảm biến này, cái đầu ra là chỗ nào ta? Không phải chỗ này, xây nhầm rồi. Mình sẽ tìm chỗ để mình xây. Chỗ này cũng được. Cảm biến nó ra chỗ nào ta? Chỗ này cũng được. Chỗ trên thì là trục cái cửa, sau đó mình sẽ xây hai cửa đó. Rồi
ta phải xây góc này, phá gạch này đi. Rồi mình sẽ xây một cái cảm biến, xây cái máy này là máy để mà cho vật liệu ra ngoài nè. Rồi trước đó, trước cái máy là mình sẽ xây một cái cảm biến và nối dây tự động vào. Để lúc nào cái nhiệt độ mới đúng thì mình sẽ cho vật liệu ra ngoài. Và ở đây mình sẽ cùng cần xây là cái bắc cầu. Bắc cầu này phải xây cho đúng để nó chạy cho đúng hướng. Thường thường bắc cầu này sẽ xây sau 6 cái cảm biến làm sẽ hoạt động đúng. Xây trước cũng được thôi, nhưng mà phải xây phía sau là nó mình chỉ cần một cái thôi, còn xây trước là phải xây 2 cái đó. Đó, cái bắc cầu này là sẽ quyết định cái hướng đi của cái vật liệu khi nó vừa ra khỏi cái máy gấp, là mình phá cái góc đó. Cái này mình sẽ đổi ra. Rồi, cancel. Như vậy thôi. À, giờ mình sẽ đổi dây điện thì ở đây mình sẽ toàn bộ dùng bằng thép phía trong đó đi. Ưu tiên là sẽ dùng bằng thép. Rồi thiếu cái máy. Thiếu cái máy gấp vật liệu. Mình xây vài tấm tản nhiệt bằng vàng thô này được. Vàng thô này khả năng sau này nó sẽ bị nóng chảy vài tấm đó. Tại vì lúc cái núi lửa tungsten này nó phun trào thì khả năng mấy tấm vàng nó sẽ có một vài tấm bị rớt. Chắc là xây bằng vàng thô rồi đó. Xây bằng kim loại hoặc là thủy tinh hơi phí, tại vì mấy cái đó sản xuất lâu lắm. Rồi như vậy thì mình chờ tụi kia nó xây thôi. Rồi ở đây sau khi xây tua bin xong thì mình xây đường ống để làm mát này. Cái này mình sẽ cho đi ra ngoài và thả vào cái tấm cục cái kim loại này để mà làm mát. Ở đây mình xây một cái tản nhiệt để mà tản nhiệt ra, và mình xây một cái đường ống để mà làm mát cái chỗ này luôn. Xây bằng thép, ở đây mình sẽ xây bằng thép cho nó dẫn nhiệt tốt, và tiếp theo là ống đá magma. Đó, ra như vậy, cái này nổi vào. Rồi giờ mình sẽ đổi ống vào và mình cancel. Nước bẩn sẽ vào và mình sẽ cắt ống. Rồi mình phá bắt cầu luôn, rồi thiếu nước rồi. Xong rồi bơm nóng bơm nữa. Thiếu dây. Mình sẽ xây dây vào là được. Rồi ở đây mình sẽ xây một cái đầu tải ra. Chỗ này mình sẽ đổ một cái ít supercoolant vào, khoảng 20g thôi. Cái đường này là đường ra ngoài. Sau này cái đường băng tải này sẽ dẫn tungsten ra máy bắn vật liệu. Sau này mình sẽ xây mô hình sau, nhưng mà mình cứ xây ra trước như vậy. Khả năng là khu vực này. Rồi chỗ này đổ dây điện vào. Cái máy gấp vật liệu mình bỏ sạc trong nước luôn để cho nó làm mát. Đó, mình xây một cục gạch và mình tả cái tháng này để mình xây cái một này là một độ chất lỏng theo ý muốn của mình. Ở đây mình có rất hiện tại là đang xây chuyển đá granite từ phía bên hành tinh liên kề qua hành tinh đầu tiên, hành tinh thứ hai. Ở đây mình có 443 tấn nên mình sẽ xây toàn bộ lại luôn, xây toàn bộ bằng đá granite cho đẹp. Thứ nhất là đẹp, thứ hai là có đồ trang trí, thì hai cái đó cũng là một ha. Sẽ xây hết mấy cái thang này. Phá cái thang này không phải dùng thì phá luôn, phá đoạn này. Đó,
xây hệ toàn bộ tường đá này cho nó nhìn cho nó đẹp hơn một chút. Và phía dưới này thì cũng hơi thiếu thiếu rồi, để chờ nó chuyển qua đủ nữa rồi mình sẽ làm tiếp, xây tiếp. Ở đây là vẫn còn đủ 8 con. Mô hình này hoạt động rất là chuẩn. Mà mô hình này là của bác Two Ledges City, đúng rồi. Bác đó có xem mấy mô hình hay lắm. Ở dưới này nước bẩn là đang bốc hơi lên, cũng đỡ nóng rồi. Hồi nãy là nó lại cạc từ thế. Sao chỗ này lại xây cái tường đá vào đây sao? May mà từ đó không ra mà công bắt vào lại mình. Rồi mình sẽ bịt lại. Ở đây là mình sẽ để 30 kỳ hạt giống cây Grapefruit để bay về hành tinh của thứ hai. Và mình sẽ cho con pip nó trồng cây để sau này mình khỏi mất công lo về cái thức ăn. Tại vì một hành tinh thì mình để khoảng 2-3 đứa thôi. Tại vì hành tinh đó mình làm xong rồi, mọi mô hình xong rồi thì mình cũng chỉ để là cho nó đi, cho nó ở đó một đứa hai đứa làm việc thôi, giờ cũng làm gì nhiều. Rồi giờ mình sẽ cho bay vào hành tinh này. Đây là mô hình tungsten khai thác của mình. Đó. Sau này nó sẽ hoạt động như vậy. Đó, toàn bộ là cái nào cũng mặc rời hết. Có bộ cũng phải mấy đồ à. Hiện tại là mình bị chốt